bánh bông em ngon nhất cả cái xóm này đấy anh ạ. Bánh bông em ngon thế. Thế thì cho anh mông em nhá. Cái mày mộm. Cứ năm nặng cái lửa cất làm gì? Anh mua năm nặng nhưng không phải anh mua nửa cất đâu nhá. Em muốn con điêu cho anh. Ôi giời anh em ơi, con bé bán thịt lợn ngon vãi. Vâng, bạn nữ này thì khá là xinh gái. Ủa, em ơi. Anh mua thịt đấy. Anh mua thịt. Ôi, thịt nhà em ngon lắm đấy anh ạ. Anh mua thịt nhờ. Thịt em ngon nhờ. Ngon thì em ngon ta. Em bán thịt nầm không em? Hôm nay em lại không lấy được thịt nầm. Anh mua khác được không? Đây này, vai này, mông này, xương thế các thứ ngon lắm đấy này. Anh lấy khác đi. Mông à? Ừ. Mông em ngon nhất cả cái xóm này đấy anh ạ. Mông em ngon thế. Thế thì cho anh mông em nhá. Cái lắm, mày. Không, anh một mình anh là sao ăn hết quả mông của em? Ui, có sao đâu anh, cái mông của em nhỏ xíu, không phải đâu được cái một cân đâu, chưa đến mức cân như hai tấm tám ạ. Anh mà không mua nhanh nhất chỗ người ta mua mất thì mông em ngon nhất cả cái làng này đấy. Mông em ngon nhất cả cái làng này đấy. Ôi giời ơi, mông em to như kia mà em ở mông em nhỏ xíu. Thế mà ăn ngập mồm hết đi. Có một mình sao ăn hết được. Đâu một tí. Ôi giời ơi, cả quả mông nó to như thế này mà mở một tí. Mông nào tưởng giống như mông nào, mông trái mông phải như nào em? Mông trái nhà em khác mông phải nha, mông trái nhà em to hơn mông phải gấp đôi. Wow. Đây này anh nhìn mà xem. Đâu? Đây đó, mông trái to hơn mông phải gấp đôi, như này làm sao bằng nhau được không? Mông trái to hơn mông phải à? Mông, đâm ra là mông trái đắt hơn mông phải. Anh thế làm à? Nào ạ? Anh muốn phúc chọn cả hai mông được không? Em nam. Anh phúc hết đi cũng được. Thế thì không có nằm à? Không có nằm á? Thôi được rồi, ăn mông cũng được. Thế cho anh 5 lạng mông nhá. 5 lạng mông cho bọn. Mông em ngon nhờ, nhìn lẫy là Nửa cân. Chụp mắt ta đi. Hay là anh lấy thêm rau không? Nhà em bán ra cỡ rau sạch luôn đi. Ôi, thế nào cả rau à? Đấy, nhà em ba đời bán thịt lợn nhá, xong đấy đợi em là bán thêm rau nha. Rau em á, cả cái làng cả cái xóm nhà ai cũng ăn rau nhà em, ai cũng bảo rau nhà em tươi rồi giỏi ra ăn xong mê luôn anh ạ. Ôi, nhưng mà rau có sạch không? Rau sạch. Hay lại phun thuốc sâu đầy người ra? Không, rau nhà em cực kỳ sạch, nhà em tự trồng đấy, bố mẹ em trồng hái tươi rồi giỏi như kia, nó sao mà có thuốc sâu thuốc không biết gì là được. Ôi, nhìn em anh biết rau sạch rồi nhưng mà không biết là nó sạch lắm không nhở? Choa mà sạch lắm à? Nhỏ đến đấy ai có ăn rau nhà em hết ạ. Ừ, mà này, hình như là em có làm diễn viên đúng không? Không ạ. Sao nhìn em giống diễn viên xem nhiều chương trình rồi ấy. Thế mà lại ra đây bán thịt lợn. Em là phải làm diễn viên. Xinh và hấp dẫn vô cùng. nhìn vừa xinh vừa đáng yêu. Thế lại ra đây bán thịt lợn. Thế thì kệ tao. Thôi không phải tặng, anh mua là 5 lạng mông, em cắt cho anh 5 lạng mông. Đâu, 5 lạng mông của anh rồi thôi. Anh với người đẹp, anh không chi tiền thì thôi. Không, anh không xin của người đẹp. Thôi chết rồi, em ơi, tôi lái mày mày đấy. Này, tí nữa cho anh xin số nhá. Con gái con đứa như thế là xấu. Đấy là tật xấu, bỏ đi. Người duyên. Được, con lùa chưa rồi, cắt cho anh 5 lạng thịt mông đi. Đấy, nhớ là phải mông ngon đấy nhá. Mông em ngon mà làm sao anh cứ ủng hộ rồi đấy. Thôi, mày đừng có bốc phét. Mày đừng có mồm điêu đi. Đâu, 5 lạng thịt của anh đâu? Này. Ôi giời ơi, này em có bị điêu toang đấy. Đây mà 5 lạng thịt á. 5 lạng lên cho xem. Ôi, cái này con chỉ có 2 lạng thôi. Hả? 2 lạng hả? Này, chỗ hẻ 5 lạng thịt đâu, muốn làm sao? Nhưng ít như này mà 5 lạng thịt. Ngu dốt. Thế bây giờ tôi bảo đây là 5 lạng thịt thì sao? Ông cãi thì tôi bán hay là ông bán? Đúng là 5 lạng thịt. À mà không, anh mua nửa cân chứ anh mua 5 lạng đâu.
Em đi điên à, nửa cân là nửa cân mà 5 lạng là 5 lạng chứ. Thằng chó, mày lừa bố mày. Đúng không? Thế tại sao người ta không gọi là 5 lạng đi? Mới lại tại sao người ta không gọi là nửa cân đi? Cứ 5 lạng với nửa cân làm gì? Anh mua 5 lạng nhưng không phải anh mua nửa cân đâu nhá. Nửa cân điêu cho anh. Bán hàng thì phải chuẩn chứ đấy. Đúng không? Bây giờ là cắt tranh nửa cân chứ không phải 5 lạng. Chỉ được cái là lầm to hơn não thôi. Cắt cho người ta nửa cân thì nhanh lên. À, anh lấy 5 lạng chứ không phải nửa cân. Cắt cho người ta nửa cân đi. Tao đau đầu quá mẹ. Tao đau đầu quá mẹ. Đúng rồi. Nhìn thì rõ là duyên dáng nhưng mà bán hàng thì điêu toa. Nhìn cái mặt thì điêu toa. Đây này, các bác làm chứng nhá. Cái con bé này nó bán hàng này, bảo mua nửa cân thì nó bảo là à, bảo mua 5 lạng thì nó cắt cho nửa cân. Đây có bao nhiêu người làm chứng thế này. Vô duyên ở chợ thì đây. Đây nha, nửa cân đây. Đưa túi bóng lên cho người ta, nhanh lên. Bán hàng thì điêu toa, nhìn thì rõ là xinh nhưng mà điêu toa. Đưa đây, bao tiền? 50. Vừa đây bảo là 80.000 một cân. Xong bây giờ mua nửa cân bảo 50. Bằng. Không biết tính à? 40.000. Đúng chưa? Bán hàng điêu toa. Nhìn cái xinh, nhìn mặt xinh nhưng mà vô duyên. Cười hố 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 ra. Mẹ cha mày, bố mày nhịn mày hơi lâu rồi đấy. Này, giả cho người ta 10 ngày đây. Nợ cái gì? Anh lấy mớ rau thì em cũng sẽ lẻ. Thôi, bao nhiêu tiền mớ rau? 10.000 một mớ. Lấy luôn. Cho cái túi bóng đi. Rau sạch không đấy? Rau sạch, em đã nói là rau nhà anh tự trồng là sao mà không sạch được. Nhìn nó sâu lắm. 10.000 thì... Nói mày cười nhăn nhăn cái mặt ra đâu. Anh cầm đi, anh cầm đi. Bé ôi giời ơi, nhanh lên chưa, người ta phải nấu cơm vợ, người ta rủ ở nhà kìa.